Chào mừng các bạn đã quay trở lại với The Funzy Dev Channel của mình. Và ở video thứ hai, mình xin tiếp tục trình bày với các bạn về lập trình căn bản Golang, những cái thứ rất là đơn giản nhất. Ở cái video đầu tiên, mình đã giới thiệu cho các bạn làm thế nào để cài đặt tool tôi đồ chơi để mình có thể chơi với Golang được. Thì tiếp theo video này, mình sẽ tiếp tục làm cái bài hello world đó để hướng dẫn cho bạn tiếp những thứ tiếp theo. Ví dụ như là giờ mình sẽ vào, bắt đầu mình sẽ làm thế nào để mình có thể khai báo cái biến ở trong Golang. Bây giờ để khai báo cái biến ở trong Golang, mình sẽ làm như sau. Các bạn xem nha. Cú pháp nó sẽ là va. Rồi, để tới tên một cái biến. Tên biến đó thì mình sẽ lấy ví dụ là bài đi. Lấy cái cờ bạc cho nó dễ ghi nhớ. Mấy ông mà nói đánh bài thì mấy anh hay lắm. Thì đầu tiên là va lá bài. Lá bài là tên của cái biến mà mình đặt ha. Sau đó là tới kiểu dữ liệu của cái lá bài này. Và nó là kiểu string. Sau đó là mình sẽ gán cho nó một cái giá trị lá bài, ví dụ như lá bài này có giá trị là con bài rất là lớn, còn bà Bích chẳng hạn. Rồi thì khi mà mình gõ xong như thế này, mình thấy nó cũng vẫn có báo lỗi một cái dòng đỏ là lỗi đỏ ở đây à. Bấm Ctrl+S đi đó thì các bạn thấy nó báo lỗi đỏ ở đây. Và mình nhìn cái lỗi nha, khi mà mình thấy lỗi mình đừng có sợ nha. Thấy lỗi là mình giải quyết từ từ thì nó cũng sẽ xong thôi. Thì cái lá bài của mình đó, nó bị lỗi gì đây, nó báo là lá bài đã được khai báo nhưng chưa được sử dụng. Vậy thì mình phải sử dụng nó bằng cách là mình sẵn tiện ở đây mình in nó ra luôn, lá bài. Rồi bây giờ mình sẽ chạy ha, golang.go. Rồi nó in ra được chữ ba bích ở đây, nghĩa là nó đã in ra được cái lá bài của mình ở đây rồi. Rồi đây là cú pháp để mà khai báo một cái biến ở trong Go. Thì cú pháp đầu tiên là va, từ khóa va để khai báo biến. Tiếp theo là tên biến. Thứ ba là kiểu dữ liệu. Và thực sự ra cái cách viết này á, nó đúng chứ nó không có sai, nhưng mà nó rất là dài dòng. Và ở trong Go thì nó có cách viết nó ngắn hơn, ngắn gọn hơn như sau. Là sử dụng dấu 2 chấm bằng đó, khi mà mình gõ xong mình bấm lưu lại đúng không, thì ở đây nó báo là cái gì, không có cái biến mới ở phía bên trái, có nghĩa là cái lá bài này đã được khai báo rồi. Mình khai báo lại nó báo lỗi ha. Có lỗi là mình từ từ mình giải quyết thôi, mình bỏ đi đó. Thì lúc này nó hết lỗi và cái lá bài của mình này bằng cái giá trị là bà Bích. Vậy thì kiểu dữ liệu lúc này nó sẽ được ngầm hiểu là string luôn các bạn, các quý vị đạo hữu đó. Đây và tên biến, kiểu dữ liệu và giá trị. Ở trường hợp này là tên biến 2 chấm bằng giá trị, thì trong trường hợp này cái kiểu dữ liệu nó sẽ được ngầm hiểu, được Go nó nội suy ra là string trong trường hợp này. Thì nói đến kiểu dữ liệu thì mình cũng phải phân biệt được cái ngôn ngữ lập trình đó. Trong ngôn ngữ lập trình đó thì tạm thời nó chia làm 2 loại ngôn ngữ lập trình. Có kiểu dữ liệu, một là một cái kiểu dữ liệu động vào một lại dạng ngôn ngữ lập trình đó, thì nó là cái kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu tĩnh, static. Thì động là sao, mà tĩnh là làm sao? Thì kiểu dữ liệu động á, nếu mà các bạn có học qua những cái ngôn ngữ lập trình giống như là JavaScript nè, Ruby, Python thì các bạn sẽ thấy là cái biến nó không có một cái kiểu dữ liệu cụ thể nào hết, mà khi bạn gán cho nó bằng cái giá trị nào á thì nó sẽ là cái kiểu dữ liệu đó. Ví dụ như là bạn có một cái biến x, bạn gán cho nó bằng 1 thì nó là kiểu dữ liệu số. Bạn gán cho nó bằng một cái chuỗi test nào đó thì nó là kiểu dữ liệu string. Mà bạn gán cho nó bằng một cái object nào đó thì nó lại là kiểu object, cũng cùng là một cái biến x đó luôn. Nó không có khắt khe về cái kiểu dữ liệu. Nó giống như trong phim trưởng ấy, bạn, nghĩa là này nó linh hoạt giống như là nước gì, nước mình có thể thích ứng gì đó rồi bỏ vô trong cái ly thì nó sẽ là hình cái ly, bỏ trong cái ly hình vuông thì nó ra hình vuông, mà bỏ trong cái ly hình tròn thì nó là hình tròn, kiểu vậy đó. Nó là kiểu dữ liệu động, dynamic type. Còn kiểu dữ liệu tĩnh thì trong những cái ngôn ngữ Java dùng cộng và trong Go thì nó là kiểu dữ liệu tĩnh, có nghĩa là khi bạn khai báo cái biến này là kiểu string thì bạn không thể nào bạn gán nó bằng một cái giá trị số được. Ví dụ trong trường hợp này, ví dụ lại thì trong trường hợp này bạn không thể nào bạn gán cho nó là một cái con số 3 gì chẳng hạn, vậy sẽ không được. Thì vì là bạn đã khai báo nó là cái kiểu string rồi, nghĩa là bạn khai báo kiểu gì thì nó chỉ có thể lưu giá trị ở cái kiểu dữ liệu đó thôi, không có lộn xộn được. Cái này là như là cái kiểu này là cái gì thì nó ra cái gì á, mà cái đó thì nó ra cái đó, chứ còn không phải là cái gì nó ra cái đó đâu các bạn. Cái gì ra cái đó lộn xộn, cái gì nó phải là cái gì mà cái đó thì nó là cái đó, vậy đó. À, tôi nói đúng quá, anh chó nó sủa lắm rồi, tôi nó vỗ tay. Đó. Thì đó là về cái cách để mình khai báo cái biến ở trong Go. Và tôi cũng nói thêm về cái dynamic và static. Thì bây giờ sau đó là mình sẽ tìm hiểu tiếp là làm thế nào để mà mình có thể khai báo một cái hàm, cái hàm ở trong Go. Thì ví dụ ở đây mình sẽ viết một cái hàm gọi là tạo ra một cái lá bài mới. Đó, tạo bài mới thì code bằng đặt tên, biến tên hàm bằng tiếng Việt luôn cho nó sốc nha các bạn. Đó, để cho các bạn thấy là đặt tên tiếng Việt nhìn nó rất là phong cách gì đó rất là mới luôn á. Chứ thật ra là để giấu đi cái ngu tiếng Anh á, nhiều khi đọc tên tiếng Anh nó sai, mình gõ vô sai, nhột, đặt tên tiếng Việt. Rồi tiếp tục cái hàm tạo bài mới này. Đây là tôi khai báo cái hàm tạo bài mới đây. Thì đầu tiên là từ khóa phân để mà bắt đầu khai báo hàm. Tạo bài mới là tên. Rồi chó nó khen tôi hoài luôn em mà. Tao biết tao nói hay rồi, mày không có cần phải khen nữa đâu, kỳ lắm thiệt á. Đứng nó khen miết luôn. Rồi tiếp tục là cái tên tạo bài mới, tên hàm. Cái hàm này nó không có truyền cái param gì vô cả, và ở đây là nó trả về một cái giá trị kiểu string. Ví dụ ở đây. Đấy, bây giờ tôi sẽ return, trong hàm này tôi không làm gì hết, là tôi return về giá trị là một lá bài mới, đó là con hacker đó. Quýnh tiến lên mà con hacker này là vô địch nha các bạn. Rồi ở đây là tôi sẽ khai báo cái lá bài. Đấy, chính là bằng tạo bài mới, là bài này là bằng tạo bài mới. Rồi nghĩa là khai báo một cái biến lá bài chính là bằng kiểu string và giá trị của nó là bằng cái function tạo bài mới này trả về là con hacker. Rồi bây giờ mình chạy thử nghe. Đó, nó in ra giá trị là hacker này các bạn thấy không? Đó. Dễ không các bạn, rất dễ nha. Đây, đó, cách khai báo đây, khai báo hàm kiểu dữ liệu trả về. Rồi tiếp theo mình sẽ tìm hiểu một cái nữa, một cái kiểu dữ liệu nữa là array và slide ở trong ngôn ngữ Go. Thì array và slide nó như thế này nè các bạn. Array thì nó là một cái danh sách, nó có số phần tử cố định kêu là array. Còn slide thì là cái danh sách mà nó có thể mở rộng được, có nghĩa là nó có thể thêm được phần tử mới vào. Thì cách khai báo cũng đơn giản thôi. Array thì nó khai báo như thế này. Đó. Và đấy, cái nghĩa là khai báo cũng là một khai báo biến nha, xong rồi tới tên biến, xong rồi mở cái ngoặc vuông ra, mở cái ngoặc vuông ra có cái số lượng phần tử bên trong và kiểu dữ liệu. Đó, bây giờ mình ví dụ ha, nhiều code mình ví dụ luôn nè. Đó, bây giờ mình sẽ tạo ra một cái array là nhiều lá bài. Đó, nhiều lá bài có 5 phần tử kiểu string. Đấy. Đấy, thôi 3 lá bài thôi, nhiều quá gõ code mệt lắm. Đây, đầu tiên gõ xong vậy thì nó nói là nhiều lá bài là chưa được khai báo nhưng mà chưa được sử dụng, các bạn thấy không? Cái ngôn ngữ này, cái lúc mà cái trình biên dịch, cái lúc mà code này đó, nó hay cái chỗ là mỗi lần mà bạn khai báo một cái biến mà bạn không xài, nó báo lỗi, nó không cho bạn chạy. Để nó nghĩa là mình không có khai báo biến lung tung mà mình không xài, cứ khai báo là phải xài. Không có xí sẵn nè, cứ có là phải lấy ra xài cho bằng hết. Rồi thì mình sẽ tạo cái giá trị là nhiều lá bài, mà nhiều lá bài này ở số 0 là sẽ bằng con 2 cơ. Rồi nhiều lá bài 1 sẽ bằng con 3 cơ, và nhiều lá bài 2 sẽ bằng con 4 cơ. Rồi sau khi mình ghi giá trị rồi, bây giờ mình in nó ra thử xem là nó in ra cái gì cho mình nha. Rồi tôi in ra nhiều lá bài ở đây. Rồi chạy này, thì khi mà chạy nữa các bạn thấy không, lần đầu tiên là in ra cái lá bài trên này nó vẫn có giá trị là hacker nè, sau đó nó sẽ in tiếp nhiều lá bài của mình và nó in ra được 3 lá, 2 cơ, 3 cơ, 4 cơ. Đó, đây là một cái array cái mảng số phần tử cố định này, đó, có số phần tử cố định. Còn slide là gì? Slide nó cũng giống như array vậy các bạn, nhưng mà nó có thể thêm phần tử mới vào, thêm danh sách nó được mở rộng. Và cái thằng slide này chính là cái thằng mà mình sẽ sử dụng nhiều nhất khi mà lập trình liên quan tới cái mảng. Và về sau này khi mà mình nói chuyện với nhau mà mình nói về mảng, mình nói về array á, thì mình cũng ngầm hiểu là mình đang sử dụng slide luôn nha các bạn. Trong Go mình cứ ngầm hiểu là mình đang sử dụng slide luôn ha. Rồi cách khai báo slide nó như sau. Đó, một cái slide thì mình sẽ có cái lệnh max, mở ngoặc vuông ra string, ở đây là số phần tử ban đầu. Đấy. Nhớ bây giờ trong cái trường hợp này ha, thì nhiều lá bài của tôi tạm thời tôi xóa đi, rồi xóa đi, tôi khai báo lại nhiều lá bài, nó bằng max string và cũng có 3 phần tử. Đấy. Hay là tôi khai báo một cái slide bình thường, rỗng trơn, chưa có gì hết. Thì trong trường hợp tôi chạy thử ra kết quả gì nha. Đây, trống trơn, cái slide tôi rỗng trơn này các bạn. Rồi, tôi cũng sẽ tiếp tục là đó, nhiều lá bài cũng là hacker, nhiều lá bài 1 cũng là bằng con marker, và nhiều lá bài 2 cũng sẽ bằng con 4 cơ. Rồi tiếp tục chạy lại thử nè, chạy lại thử, đây nó lên là đây 2 cơ, 3 cơ, 4 cơ. Đấy, thì bây giờ nếu như mà tôi muốn thêm một phần tử vào đây nữa thì tôi làm sao? Đấy, lúc này nó sẽ sử dụng cái hàm gọi là append. Đấy, append đưa vào một cái slide, mình thấy không? Trong cái hàm append này nè, nó đưa vào một cái slide và một cái phần tử mà mình muốn thêm vào, trả về một cái slide. Vậy thì nếu tôi thêm một phần tử thứ tư vào, tôi sẽ gọi vậy, nhiều lá bài sẽ bằng append nhiều lá bài và thêm vào một lá bài mới. Ví dụ trong trường hợp này là lá 5 rô. Đấy. Rồi bây giờ mình chạy thử, chạy thử trong trường hợp mà nó chạy code này thì nó sẽ chạy ra giá trị gì. Chạy nè, đây nó ra con 5 rô rồi các bạn, nó ra được con 5 rô rồi. Nhờ thêm con 6 bit cho nó. Đấy, chạy. Đây, nó ra còn 6 bit ở đây nữa rồi này các bạn, thấy chưa? Đấy, mà ví dụ giờ mình thêm số 7 vô đây được hay không? Là không được nha các bạn. Tại vì nó là static type, có nghĩa là cái kiểu dữ liệu là cố định. Bạn đã khai báo một cái slide nó kiểu string thì bắt buộc những cái phần tử ở bên trong nó phải bắt buộc đều là kiểu string hết. Bạn không được sọt vô một cái kiểu integer ở đây. Đó, vô là nó báo lỗi liền, không được đâu. Bạn chơi gì không có trước sau như một, vậy là không được, không tốt. Đấy. Đó. Rồi, còn một cách mà mình có thể khai báo nó ngắn gọn hơn. Tại vì mình phải gọi max như thế này đúng không? Và mình có 3 phần tử trước thì mình có thể gọi theo kiểu này. Đấy, mình có thể khai báo theo kiểu này. Nhiều lá bài của tôi thì sẽ chấm bằng một mở ngoặc đóng ngoặc vô lại nghĩa là slide cái kiểu dữ liệu string, rồi mở cái ngoặc nhọn ra đấy, mở ngoặc nhọn ra. Thì đây cũng là cách mình khai báo một cái slide ứng với cái giá trị ban đầu của nó là chưa có phần tử nào. Ví dụ bây giờ tôi muốn có 3 phần tử ở bên trong là hero, baro và 4 row đấy. Đó, mình thêm 3 phần tử vào thì điều này có nghĩa là gì? Tôi khai báo ra một cái slide có nhiều lá bài kiểu string và đồng thời đưa vào đó 3 phần tử. Đó, bây giờ mình thử chạy cái đoạn code này cho quý vị đào hũ xem cái kết quả, và chắc chắn kết quả là các bạn đã đoán ra được rồi chứ gì, rất là đơn giản ha. Đấy, con 2 row, con 3 row, con 4 row, con 5 row và con 6 bit đúng không ạ? Đúng không các bạn? Cái gì đào hũ coi đúng không? 2 row, 3 row, 4 row, 5 row và 6 bit. Đó, rất là đơn giản đúng không? Không có sai để đâu được hết. Rồi, sau khi mình đã có một cái slide rồi, mình có một cái, giờ đọc tiếng Anh mỏi miệng quá, tôi nói tiếng Việt để có một cái mảng như vậy rồi. Thì tiếp theo là mình sẽ có nhu cầu là mình duyệt qua cái mảng đó, và mình sẽ sử dụng vòng lặp for, để duyệt qua cái mảng đó. Đây là cấu trúc của một cái vòng lặp for này. Đấy, cái này là cú pháp của một cái vòng lặp for sẽ như sau. Vòng lặp for thì phải có từ for, tiếp theo là cái index. Index có nghĩa là cái chỉ mục, cái chỉ số của cái phần tử hiện tại mà mình đang duyệt qua đó. Cái item này chính là cái giá trị của cái phần tử mà mình đang duyệt qua. Đó, rồi hai chấm bằng, rồi tới từ khóa răng, rồi tới cái slide mà mình cần duyệt qua, nghĩa là cái mảng mà mình cần phải duyệt qua. Rồi sau đó mở ngoặc nhọn tới cái body, nghĩa là ứng với mỗi cái item này, index này, mình sẽ làm một cái gì đó ở trong này. Đó, và kết thúc vòng for thì đóng cái ngoặc nhọn lại. Này, cú pháp cũng rất là dễ đúng không ạ? Dễ, dễ quá trời dễ. Thì cái chứ thấy code nó dễ gì đâu. Rồi bây giờ tôi bỏ cái hàm linh này đi, mà thay vào đó là tôi thay bằng một cái vòng for. Rồi bắt chước đúng cú pháp. Index nè, nhiều lá bài thì cứ ứng cái là mỗi cái là một cái lá bài, đúng chưa? Đó, tôi có mỗi cái lá bài hai chấm và rồi tới răng. Răng thì cái mảng của tôi hiện tại là cái gì? Là nhiều lá bài trên nè. Rồi đây đó, cứ gõ xong nó lại báo lỗi. Đây nó báo gì? Index khai báo mà chưa xài, lá bài in khai báo mà không xài, khai báo là phải xài. Rồi mình lấy ra mình xài liền. Mình xài làm sao? Mình sẽ in ra. Đó, index luôn và cái lá bài luôn. Rồi, đó, bấm Ctrl+S tự động import. Nhờ cái tính năng auto import mà tôi kêu mấy bạn rồi. Tôi nhắc ra mấy cái quý vị đào hũ bật lên từ cái video trước á. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chạy cái code này cho cái quý vị đào hũ coi ha. Rồi go main.go đấy, nó chạy ra kết quả rồi nè. Đó, cái phần tử số 0 là 2 row, phần tử số 1 là 3 row, phần tử số 2 là 4 rô, phần tử số 3 là 5 rô, phần tử số 4 là 6 bit. Đó, quá đẹp luôn các bạn. Chú gì đã hữu, nhìn thấy không? Code nó dễ không? Cú pháp cứ như vậy mà làm là xong. Rồi, thì video hôm nay mình sẽ ngắn gọn giới thiệu các bạn tới đây thôi. Ở video sau mình sẽ tiếp tục giới thiệu các bạn nhiều thứ hay ho hơn nữa về Go. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ cho một like và một subscribe nha các bạn.